Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, hết sức tuyệt vời. Thưa quý vị, xin cảm ơn giáo văn cô Đôi Thượng Ngàn đã cùng đến với chúng ta qua câu lạc bộ Hướng Dương Liên Phương. Vâng, đội văn nghệ câu lạc bộ Hướng Dương Liên Phương phải nói rằng rất là hùng hậu. Rất nhiều tiết mục đã được tập luyện và buổi tối ngày hôm nay được dâng lên cửa Phật cũng như là chào đón tất cả quý vị cùng trở về với ngày giỗ tổ của Tổ quốc chúng ta. Và chúng tôi rất mong muốn rằng một lần nữa xin những tràng pháo tay sẽ được vang lên để chúc mừng cho đội văn nghệ của chúng ta, được không ạ? Cảm ơn rất nhiều.